Ok, chào anh em ạ. Cảm ơn anh quay trở lại với Leo. Và ngày hôm nay mình sẽ mang đến cho anh em một combo nữa, và đây có thể là video cuối cùng trong tuần ngày hôm nay của mình. Tại vì mình thông báo cho anh em là tạm thời ngưng chơi Warbot, mấy bữa nay nó bị lỗi nhiều quá. Mình có một cái cách để fix lỗi vào không kết nối internet. Ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ với anh em, tại vì trong ngày hôm nay mình đã nhận được là trên dưới 10 bạn hỏi rồi. Đó chính là cái vấn đề mà cập nhật vào đấy, vào phần cập nhật mới mà nó cứ hiện là không có internet, mặc dù là wifi nó đầy hoặc là dữ liệu di động gì đấy. Thì ở đây mình có một cách để hướng dẫn cho anh em, đó chính là anh em mở cái phần mềm này. Đây chính là WAP 111 ở trên CH Play nó có. Anh em lên CH Play, anh em chỉ cần nhấn cái dòng chữ WAP này và sau đó anh em tải về. Ở trong đó cái bình luận có cái accept gì đó thì cứ accept luôn, và sau đó anh em mở cái này lên. Lưu ý là anh em thoát qua robot trước nha, và sau đó anh em mở cái này lên rồi anh em vào game lại thì nó sẽ vào game rất là ok, nó rất là mượt, em có thể vào bình thường. Cái này thì mình đã thử rồi và mình ra làm rất là thành công, anh em có thể làm được. Chung là cái này nó dễ, anh em chỉ cần lên xác lay, anh em tìm là nó sẽ có thôi. Là anh em vào game được nha. Còn không được á nữa thì anh em chuyển qua xài đó là dữ liệu di động, tại vì nó gì dữ liệu di động thì nó vào rất là nhanh, em có thể vào mà nó không cần phải suy nghĩ đâu. Đó thì đây chính là cái đầu tiên mà mình hướng dẫn cho anh em. Nói chung là cái tầm WAP 111 này thì trên xác đây nó có rồi, nó xài free, nó giống như là một hình thức VPN vậy đó. Đang bật lên thì em sẽ vào game rất là được. Còn bây giờ thì mình đang ok, tưởng đâu nó lắc rồi. Tiếp theo á, thì hiện tại là cái phần bộ lạc này á, là bộ lạc nó đã bị khóa rồi nha anh em, để nó cập nhật cái mới. Thì mình cũng không biết là nó như thế nào nữa, nhưng mà cứ chờ vài bữa xem sao. Hiện tại thì clan thì mình cũng không thể nào nhìn thấy thành viên của mình được nữa rồi. Tầm này nó khóa rồi thì mình cũng chả biết làm thế nào. Ngày hôm nay mình sẽ đem đó là combo này quay trở lại. Chung thì đầu video là mình hướng dẫn cho anh em đó là cách vào game khi mà nó hiện lên cái dòng không kết nối internet thôi. Tại vì hiện tại mình làm nó cũng khá là được rồi, cho nên là mình chia sẻ lại. Hy vọng là video này nó sẽ bất nha. Đó, còn chứ lại là trong tuần này thì mấy bạn lo ôn thi không, cho nên là mấy bạn cứ lo ông thi đi chứ mà còn vào game cái gì nữa. Đó, ngày hôm nay mình sẽ mang đến đó chính là bộ Stellar Ritma trên con Mimos này, tại vì đây là một trong những bộ combo ngày xưa rất là đáng sợ. Và hơn nữa thì ngày hôm nay mình sẽ mang đến một con Mimos phải gọi là gần như full đồ, dễ nói full cho nó giàu giàu vậy thôi, chứ thật ra là hai cây Ritma cấp độ 6, hai cây Ritma MK2. Lý do vì sao mình lại để nó ở giữa như thế này á, là tại vì để nhắc nhở mình là một khi mình kích hoạt bốn súng thì nó mới có hỏa lực mạnh thôi, còn lại thì vác hai cái súng này á, vác hai súng này thì đi đi nhanh là đi nhanh thật, nhưng mà hỏa lực thì nó không cao. Vì thế cho nên là khi mà mở bốn súng lên thì hỏa lực mới cao. Hơn nữa thì sử dụng tay lái này nó sẽ có thêm điểm thủ. Tay lái Ron thì mình sử dụng nó là con Pascal nha anh em, bởi vì một khi mình sử dụng Pascal mình kết hợp thêm đó chính là hai RA một cái NA nữa, thì là con BMS này nó sẽ chống sốc đam một cách rất là hiệu quả nha. Có thêm điểm thủ đến từ tay lái thì gần như là reset một băng không thể nào hạ nổi mình, có thể là như vậy. Tại vì hiện tại thời điểm hiện tại thì chỉ có reset mới là robot có thể khả năng sốc đam thôi, và nếu như mà reset một băng không thể nào hạ gục được mình thì anh em có thể biết là độ sống sót con BMS với bộ trang bị này nó sẽ mạnh cỡ nào. Đó, module mình sử dụng đó là module xuyên khiên nha, hiện tại thì đây chính là module xuyên khiên, em nên lưu ý. Đó, tiếp theo phần review. Chung là video ngày hôm nay đầu video chủ yếu là mình hướng dẫn cho anh em đó là phần vào game thôi, còn lại thì mình review cho nó lẹ lẹ, nó nhanh nhanh để mà mình còn vào game mình chơi vài trận. Chứ ngày hôm nay thì mục tiêu ngày hôm nay nó cũng không có nhiều đâu, chủ yếu là một cái video giúp ích. Tại vì chủ yếu 10 người á, 10 người mà hỏi trở lên thì chắc chắn là mình phải trả lời rồi, mình không thể nào không trả lời được. Đây, ok, mình sẽ review nhanh ha. Hano Serap combo Sputa không hợp. Chung là Serap mình đã review rất là nhiều rồi, bạn nên tìm những combo khác. Trong những cái video trước á thì nó có rất là nhiều những con Serap rồi, mình đã review rồi, combo Sputa này không hề hợp nha. Bạn cần phải đổi combo khác. Module thì cũng thường thôi. Được cái RA thôi. Tay lái cũng không ngon lắm, cần Victoria P. Parasite thì đi Muta được rồi, nhưng mà mình nghĩ là bạn nên để bộ combo này cho con ta robot khác. Liên sử dụng là stack combo này hiện tại bây giờ nó cũng không hợp luôn, chủ yếu là anh em bắn mấy thằng này máu giấy thì ok bắn cũng được, nhưng mà lên rank bậc thầy này mình thấy là khá là đuối đấy. Anh em bắn mấy thằng lăng lăng như Kairos hay là mấy thằng lăng cơ thì phải gọi là đuối thật sự, không có ngon lắm đâu. Tà lái này là khét nha, cũng không phải là Levi, mình thôi kệ đi. Chủ yếu là anh em bắn mấy thằng
báo giấy không, chứ mà anh em bắn với con liên khác thì bắt buộc là anh phải có levy rồi, còn không thì thôi cũng không có nhiều đâu. Ronsai ha, cũng được, Ronsai thì cũng được. Scorpion sử dụng nó là Havoc và Scatter, ok combo chuẩn rồi, module đúng ha, tài lái đúng rồi, lên Dantooki thì nó không hợp. Thật sự thì con Scorpion không phù hợp với con Dantooki này, bạn cần phải đổi con Ron khác. Hoặc là Widow, hoặc là con Ron tầm gần, hoặc là Ron Beast hay là Reaver gì cũng được, nhưng mà Dantooki thì mình thấy là không đồng ý, không được nha. Nói chung là bạn cần đổi con Ron. Gothic Mask sử dụng nó là Fighter, đây là combo đối với con Mask thì nó là combo khuyên dùng, nhưng mà đối với mình thì đây chính là combo rất là yếu, bắn không đa có đam. Hơn nữa thì nó kết hợp với con Ronsai thì chắc chắn là em sẽ không kích hoạt được cái khả năng điểm thủ con Ronsai này với bộ vũ khí đó là Fighter, thật sự luôn. Nó không gây đổi 150.000 đam trong một lần bắn luôn ấy, hơn nữa là súng cấp 5, không ngon nha. Module thì cũng được hai cái rồi này, ta lái thì cũng không phải Captain Rider nên cũng không ngon. Xưởng này thì ta lái á thì có, nhưng mà chỉ được mỗi đó là tay lái Scorpion là mình nghĩ là nó đúng thôi, nó ngon thôi. Còn lại mấy tay lái khác thì mặc dù mang danh là tay lái đúng của robot nhưng mà khả năng của nó lại không bằng con tay lái kia, cho nên là xưởng này bạn sưu tầm thì nó hơi sai một tí. Ruen Anger sử dụng đó là ý Ruen Orochi sử dụng đó là Redeemer. Cái mẫu Redeemer này anh em có thể chuyển qua bên con Lin nha, và anh em nâng cấp lên tại vì Redeemer nó hợp với con Lin hơn. Ý, rồi con tay lái TC Hub cũng không ngon, Reaver cũng được, Reaver anh em có thể lắp được. Luchador sử dụng đó là Oxy Vira thì được, combo này anh em chơi tầm gần là ok rồi, nâng cấp lên nữa là có thể chơi tốt. Nhưng mà bộ này thì nó nạp đạn khá là lâu đấy, mình phải nói thật sự nạp đạn lâu thật, anh em phải chờ đấy. Con lưu này là phải cần đợi có đạn thì nó mới dám nhảy vào. Module thì được rồi nha, ok nha, bạn tìm thêm một cái vàng nó lắp vào là ok rồi. Ok, cảm ơn bạn fan mình đấy à. Ok, fan mình ha, đã tham gia với chúng ta ngày hôm nay. Tiếp theo bạn thứ hai. Ủa nào mới review cái số ID nào quên mất tiêu rồi ta. À đây đây đây. D62M6S. Wuhan Việt Nam. Ok, làm sao bạn có thể đặt tên được cái hình đầu lâu này nhờ. Retrolysis combo Reaper rồi chuẩn ha, được loại lên thêm Charisma thì cũng hơi lạ. Hai Charisma à, nhưng mà bạn lắp như thế này là tay trái bự hơn tay phải rồi, tay trái dài hơn tay phải, nhìn cũng không đẹp lắm. Ráp hai cái ritma giữa đi, nhưng mà thôi kệ đi, chắc là do bạn thích cái đối xứng, không phải là đối xứng hai bên mà là bên khác, bên 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 phải bên trái. Ta lại đúng ha, Reaver thôi cũng được, cũng tạm. Anger sử dụng đó Quick Go, Cloud và Talon thì cũng ok, khi một con robot mà anh em lắp hai cái hiệu ứng khác nhau á thì nó sẽ trở nên rất là mạnh nha. Bạn lắp súng như thế này mình thấy cũng ok rồi, cũng được rồi đấy. Ta lấy đúng rồi, Ron Dantooki thì nó là không hợp, bạn cần phải đổi con Ron khác cho mình. Nói chung là bắt buộc bạn phải đổi con Ron khác, tại vì con Ron này nó bắn không có đam đối với con Anger nha, không ngon lắm. Wario Typhon sử dụng đó là Waber, thì xưởng này có một con reset bắn tỉa rồi, bạn bổ sung thêm con Typhon nữa thì thấy nó cũng không có hợp lý lắm nha. Bắn thì nó cũng không đau đâu, bộ game mô Waber này bây giờ nó bắn rất là yếu nha anh em. Ra chuyên gia 2, tỷ lệ thắng 64%, xem ra là rank chuyên 2 có được một con MK2 bắn nó cũng khá là tốt, nhưng mà càng lên rank cao thì nó càng đuối. Tay lái là TC Hop ha, cũng không hợp, chắc là chơi theo kiểu đó là ma quỷ rồi, chứ mà lắp như thế này thì cũng không đúng tay lái. Ron Beat thì con Ron Beat cũng được, cũng chơi tốt đấy anh em ạ, nhưng mà cấp độ 1 xưởng này Ron cấp độ 1 thì nó cũng chưa có nhiều tác dụng đâu. Ruen Orochi sử dụng đó là Bane, đây chính là bộ full của Orochi, là đợt chắc là đợt điểm danh ngày trước, đợt điểm danh Noel thì anh em nhận đây, mà tới giờ vẫn còn giữ. Mình thì bây giờ nó đã đi rồi, chả còn trong kho nữa đâu. Bộ này thì mình thấy nó cũng không ngon lắm đâu anh em ạ, từ trên xuống dưới ra. Thời mà Orochi nó còn mạnh thì mình nghĩ là nó còn ok, chứ bây giờ thì nó cũng không được đâu. Ripted Fenrir sử dụng là Met và Cetus. Ok, combo này chuẩn rồi, bạn có thể nâng cấp lên ha, chơi đó là full đạn nổ. Ta lái thì ta lái tóc hồng, con Venri nó rất là kỵ màu hồng nha anh em. Anh em lắp tay lái tóc hồng này vào là máu của nó sẽ bị giảm một nửa, chắc chắn luôn, mọi người chắc chắn với anh em đó. Con Venri nó rất là kỵ màu hồng nha anh em, lắp tay lái tóc hồng này vào chắc chắn là không hợp rồi đó, cần phải đổi tay lái, chắc chắn là phải đổi tay lái. Ron Parasit thì cũng được, nhưng mà chắc chắn là con Ron Beast nó sẽ hợp hơn đấy. Raken Inra sử dụng đó là Vira, Lancer và Tonan. Khẩu Vira giữ lại, Lancer và Tonan trong thời gian tới bạn cần đổi nha, đổi khẩu khác. Chung thì xưởng này súng thì nó cũng còn rất là lộn xộn, và ta lái thì nó cũng chưa có ngon lắm đâu. Ta lái cũng còn thiếu, ta lái của Fenrir là mình trừ rất là nhiều điểm nha, trừ 5 điểm trên 10 đấy, trừ 5 điểm trên 10 vì không có ta lái Fenrir. Đó, ok, Giang Ly rồi, được rồi. Chung cảm ơn bạn Wuhan Việt Nam đã tham gia với chúng ta ngày hôm nay. Tiếp theo người cuối cùng anh em ạ, người cuối cùng
7B không. Đây rồi, M Mister 999X. Súng 1. Súng 2 rồi, súng 1, Lin Ryzen. Ok, combo này được, anh em có thể nâng cấp lên nha. Nhưng mà MK2 bắn mới đau được, con Lin này nó vẫn chưa gọi là max sức mạnh được. Ta lái Levi, rồi lụm rồi, Ron biết thì cũng được, Ron biết thì anh em chơi cũng được. Scorpion sử dụng đó là Havlo và Havok. Con Scorpion này có thể gọi là Scorpion ha ha ha, bởi vì hai ba khẩu ha ha là cũng được, tại vì không có Caster thì em có thể sử dụng Halo, bởi vì đam của Halo thì nó có thể ngang ngửa với Caster, thậm chí là nó mạnh hơn nữa. Đó, nếu giờ này em đang cắt lên, ta lái đúng ha, Ron Whittle đồ rồi lụm rồi. Gothic Max sử dụng đó là Fighter, combo này nãy mình đã nhận xét của bạn kia rồi, mình không nhận xét lại nữa, nói chung là rất là yếu, bắn không có đam. Con Max này bây giờ nó cũng gánh xưởng rất là yếu nha, mình nghĩ là bạn nên phân tán module ra cho những con Lin hoặc là Scorpion để nó gánh xưởng lại, chứ một con Max này bây giờ nó gánh không nổi đâu. Ấy, Tantuki thì chơi Max thì cũng được, nhưng mà chắc là bạn phải cần đó là súng tầm xa nữa thì nó mới ok được. Quicksand Ovion sử dụng đó là Lavrit và Rador, thì Lavrit và Rador nó kết hợp với nhau thì đam nó cũng không có đáng kể nha anh em. Chủ yếu là Lavrit thì nó có thể kích hoạt được hiệu ứng nổ với vũ khí tích hợp của Ovion, nhưng mà Rador thêm vào thì mình thấy nó khá là đuối. Chung là anh em chơi module đó là choáng chân thì cũng ok, cũng được, nhưng mà Rador này mình nghĩ là cần phải thay. Ta lái thì cũng không đúng nha, chung là cái xưởng này thì con ta lái này với ta lái của Mát thì nó lại không đúng, ta lái Lin bên này nó cũng không ngon lắm nữa này. Chung là xưởng này thì ta lái nó cũng khá là kém này, vẫn chưa gọi là master được đâu đó. Amabilo bạn, mình nghĩ là bạn nên chuyển qua con Lin Ryzen bên này đó, đi kiếm trụ thì nó ok hơn đó. Lin Stack thì cái bộ stack này nãy mình cũng review rồi nhá, nãy mình cũng review bạn kia rồi, nói chung là bây giờ lắp vào chỉ để trang trí thôi, chứ về để chọc mấy đối phương thì không có chọc được đâu, khá là yếu. Ta lái cũng không nghĩ là nên thêm đó là vào Levi nữa. Luchador sử dụng đó là Evora và Tonam, thì giữ lại hai khẩu Evora nha. Tonam thì trong thời gian tới mình nghĩ là bạn cần phải tiễn nó đi, tại vì Tonam nó bắn xong nó nạp đạn 15 giây, không phù hợp với lối chơi của Luchador chơi khô máu được. Rồi tăng đam tăng máu on cloud, rồi mình nghĩ là bạn cần tìm thêm một cái module nữa, cái module vàng nữa thì nó sẽ ok hơn ha. Ok, cảm ơn Mr. 999 đã tham gia với chúng ta ngày hôm nay nha, và đó chính là phần mình cần thông báo cho anh em về cái phần review. Tiếp theo là phần vào game thì mình sẽ chơi đó là tử chiến nha, mình sẽ mang con Behemoth quay trở lại cái thời tử chiến nếu như mình có thể chơi được bắn tỉa. Một câu đều nữa là trong tuần này mình nghĩ là đây chính là cái video cuối cùng trong tuần của mình, tại vì hiện tại mình sẽ ốp để mà anh em thi cử, mất công là lại kéo mấy ông mất tập trung nữa. Thật sự thì mình cũng không dám nói là cái video của mình nó có sức ảnh hưởng gì tới mấy bạn, nhưng mà anh em thi thì mình nghĩ là mình cũng phải ốp thôi, mình cũng phải thi đồ này kia chứ đúng không, mình thi bằng lái máy bay. Ừ, trước mắt mình đã nhìn thấy một con reset rồi nha, và mình sẽ thử cái độ chống sốc đam của con Mimos này. Tôi nói giỡn đó mấy ông à, tôi đâu có ngu, đâu có thằng nào ngu đâu mới vào để cho thằng reset nó sốc đam đâu đúng không. Bình tĩnh bạn ơi, trời ơi con dê nó cầm Hazard vãi cả trưởng thiệt chứ, bạn đùa tôi đấy à, bạn có đang đùa tôi hay không? Biết ngay mà bắn liền đúng không, tao còn không rõ tụi mày hay sao, ngồi bắn tao thêm phát nữa rồi tao không tỉa cái đầu mày chọc lóc như là thầy chùa mới lạ đó, mày ngồi bắn tao thêm phát nữa rồi. Thằng reset đó đem đó là mắt nha anh em, và nó rất là ngại va chạm, nhưng mình thì mình lại là người rất thích va chạm. Trời ơi nhiều mục tiêu quá cho nên chuyển mục tiêu nó chậm, mình không chuyển qua được con reset bên kia. Bây nữa dễ khó chịu nha, thằng Dragon này vẫn còn sống à. Anh em thấy cái độ chống sốc đam chưa, chỉ là bị gãy chân thôi chứ tí xíu là toang rồi. Thằng Dragon này bây giờ nó ló ra thêm phát nữa mình không tiễn nó đi mới lạ luôn á anh em. Mà lên đây, mà lên đây, đứng thấp quá không bắn trúng. Ây da, vẫn còn phải ship kịp sao. Havi có bạo lửa rồi, xong rồi, pha này nổ chết rồi. Ôi trời ơi, Ron review anh em ạ. À.
Hảo vậy. Tưởng tao không có xin khiên hả? Tao có đấy. Đã bảo rồi mà. Reset nó đang định đi nhắm mình đấy anh em ạ. Dễ ăn tao lắm. Tao bắn mù được đấy. Pha đó đâu đi xuống được. Nó đi xuống mình bắn mù nó chết chắc. Đấy như này. Lại định đi xuống à. Tao bắn mù là mày mày tới một chuyện mày đó. Thấy chưa? Bảo rồi. Đừng có dạy gì mà giỡn với tao. Á đù. Thanh niên Việt Nam nó đặt cái tên chiến vải chữa anh em ạ. Ngủ độc mắm tôm luôn chứ. Ôi xoài có sen lâu luôn à. Wow. Được anh em ạ. À, anh em có nhìn thấy gì chưa? Anh em có nhìn thấy Reaper chưa? Tuyệt vời anh em ạ. À, mình rất thích. Mình rất thích. Mình rất thích mấy khẩu Reaper đó đó. Từ từ nha. Để mình đi hỏi thăm mấy thằng Reaper đó trước đã. Có thể chống sốc đam được tầm mấy lần nhưng mà không thể nào chống được thêm mấy lần nữa đâu. Bạn múa hơi nhiều. Ok nha. À, mình đã nhìn thấy cái tên của thằng cầm Reaper nãy tỉa mình rồi. Và mình sẽ có một thằng mát đứng đây. Đây à, đây à, mình có thể nhìn thấy hai thằng cầm Reaper rồi. Nhưng mà để tiếp cận tụi nó là một vấn đề khá là lớn nha. Mình nhìn thấy đó là một con Pathfinder rồi. Wow, tuyệt vời. Mày còn lộ ra thêm một phát nữa là tao đảm bảo với mày mày không sống thọ qua được khuôn trăng này đâu. Đây rồi, đây rồi, đây rồi. Một thằng. Hai thằng. Đi hết tất cả. Còn nào nữa không? Ra đây, come here boy. Đi hết. Lại đây nào. Bước đây nào. Dám giỡn mặt với BMS của tao hả? Ý là mình chưa có đánh răng tụi nó nữa đấy anh em à. Mình đánh răng tụi nó là còn mệt thêm nữa đấy. Sống dài thế. Sống dài thế. Sống dài vậy sao? Ok chứ. Bắn tỉa nữa đây bạn ơi. Tôi rất thích. Tôi rất thích. Thật là mùi hương em nồng say. Mùi hương em quá nồng say luôn. Công nhận thích thật đó. Ok, và cái thằng bắn tỉa của mình đó đó. À đây đây đây, tôi tưởng đâu nó thoát game rồi, hóa ra nó vẫn còn ở đây. Ok. Tôi đến đây bạn ơi. Bạn có thích khi mà bạn bắn tỉa tôi nãy không? Bạn có thích cái pha nãy không? Đúng rồi đó, đúng rồi đó, đúng rồi đó. Ừ đúng rồi, tuyệt vời, đúng rồi, tôi rất thích. Phớt cái gì vậy trời ơi, lại nữa sao? À thiệt tình. Thôi kệ đi anh em ạ. Tới đây được rồi. Mình nghĩ là trận đấu này cũng win rồi đấy. Ây da, sao vậy? Thôi kệ đi. Không sao. Nói chung trận đầu tiên nó vẫn chưa thành công lắm đâu. Mấy cái này game nó cũng lắc nữa. Kiểm tra internet coi. Đang đang vẫn vẫn đang bình thường mà. Má.
game khác thì nó bình thường nha anh em, chỉ có riêng cái game này thôi, riêng cái game này là có vấn đề thôi. Ok kệ đi, chung là tôi cũng càng nát cái team bên kia rồi. Mình bắt đầu trận khác nha, chung là để đối đầu với reset thì mình cần nhiều hơn là một cái đầu. Dạ sao nó cho mấy map này sao tôi bắn tỉa được ta, khó vậy. Ok đi thôi, tầm này mình cũng không sợ hết module đâu nè, lại là hurricane tới đây nó sẽ giúp mình nạp RA nhanh hơn. Trong tầm này mấy thằng hurricane thì khó đây nhờ. Toàn là hurricane với lại hurricane thôi, với lại bắn tỉa khó đây. Một commander nữa căng rồi nha. Chắc là mình nghĩ đứng bên cái vị trí này nó không thuận lợi lắm, mình nghĩ là mình nên qua bên kia. Tôi nhá, kẻ nào dám động đến behemoth của ta thì sẽ biết mùi kem đánh răng liền. Đây là tức. Giờ mình thấy có thằng đang định động vào mình rồi đấy. Biết ngay mà. Mày giỡn mặt đúng không? Không biết là hậu quả khi mày dám động vào con behemoth này là cái gì hay không? Chắc là nó vẫn chưa biết đâu anh em ạ. Nó vẫn chưa biết đâu. Chắc là nó vẫn chưa biết khi mà nó chưa nhìn thấy cái trận hồi nãy đâu. Vẫn còn sống đấy, cũng căng thẳng. Một mạng. Ok, lụm được rồi. Mender hồi máu kìa. Thằng đó bây giờ nó dám ra thêm phát nữa, tôi đảm bảo với nó là nó rụng hết cái hàm răng liền luôn á. Đảm bảo luôn. Mày bước ra đây, mày bước ra đây. Mày ngon. Bước ra đây. Rụng hết cái hàm răng liền luôn, rụng bọp bọp luôn, lụm không kịp luôn á. Bước ra. Nè, đối với những con reset này anh em nên áp dụng đó là à, tao vừa mới định nói thôi là mày đã bắn lén rồi. Ok anh em ạ, mình cứ để cho nó bắn đó. Rồi mình sẽ cho nó biết thế nào gọi là hậu quả khi mà nó dám bắn lén mình. Có ngon thì ra đây mà solo trực diện này. Này, tao đứng ở đây sẵn sàng cho mày bắn luôn này, mày không bắn. Mày cứ thích bắn lén. Nhưng mà người ta có câu là trên chiến trường thì chỉ có anh hùng là chết trước thôi. Đấy, 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 ghê chưa? Ghê chưa? Bây giờ mà nó ra thêm phát nữa là mình cũng chưa biết là thằng nào chết đâu nha anh em. Chưa biết đâu. Chưa biết đâu. Bây giờ tao đứng đây luôn nè, mày ngon bước ra đây, mày bước đây. Đây, 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 tao đang chờ mày đây, mày bước ra đây. Bắn đi. Thơm lắm á, mồi này thơm lắm nè, 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 tỉa, tỉa, tỉa liền. Tỉa liền. Tỉa liền mấy phát liền. Tỉa liền mấy phát luôn. Tỉa mày, tỉa mày, tỉa. Tỉa đi bạn, tỉa đi. Mày tỉa tao coi. Trời nha, commander này nó vẫn còn hơi láo đấy nhờ. Trời nha anh em, yên tâm yên tâm, cứ từ từ, một con bò cạp điện luôn à, khá là căng. Ồ, căng đấy, căng đấy. Căng đấy, ok. Được rồi anh em ạ, tới lúc mình phải cho nó biết thế nào gọi là mùi hương em nồng say. Đây 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 đây. Tổ cha nó con Fanny nó còn chản chân mình một bước nữa. Một phát đi Tây Thiên. Yên tâm tôi tới rồi. Tôi tới rồi. Tôi tới rồi, răng mấy bạn sẽ trắng sáng. Cực kỳ trắng sáng luôn. Thằng nào nãy cầm ra gọi bắn tao. Đây. Tuyệt vời, ngon đấy, vẫn còn sống à. Được, từ từ, tí tôi trở lại. Mình không cần phải giết nó liền anh em à, mình để cho nó biết là nó là mục tiêu tiếp theo. Để tao coi mày chạy đi đâu. Nó sẽ sống trong nỗi lo sợ. Khi mà mình sẽ tới tìm nó thì một lần nữa. Ôi trời ơi, tôi chưa kịp tìm nó, nó lấy bạn giết à. Lô bạn. Hello bạn.
một phát, hai phát, ba phát, bốn phát. Bắn có vài phát thôi là chuẩn bị lên tay. Hello bạn Hiền, bạn thích bắn tôi hả? Nghe đó bạn thích bắn tôi lắm. Tạm biệt nha, tí xíu tôi tới tôi tìm bạn nữa. Yên tâm đi, tôi vẫn còn sống mà. Tôi vẫn còn sống chứ tôi chưa có chết đâu. Ê, Ovion hạ cánh rồi, để mình đã chào hỏi nó tí. Một phát. Ý, ý, khuyến mãi thêm con đi ship. Lòi cái led ten ra. Bay kịp hay không còn chưa biết. Bay kịp. Ồ, con Phantom nó vẫn còn sống nha. Càng đấy. Được. Để tìm một tiền tiếp theo. Cái thằng reset nãy bắn tôi đâu ta? Chung là tôi chưa có ăn được nhiều mạng là tôi thấy tôi hơi cay rồi đó. Lô lên. Lô bằng lên. Mày di chuyển cũng hơi nhiều nha. Yên tâm đi, yên tâm đi, tôi tiễn mà đi lẹ lắm. Phải gọi là bao lẹ luôn đó. Ô, vẫn còn tàng hình được sao? Căng thẳng thế nhờ. Ok, được rồi. Tầm này thì mình cho nó lô shop lửa băng thôi. Ủa chưa hả? Trời ơi, tôi tưởng đâu nó giết tôi rồi, hóa ra tôi vẫn còn sống này. Ôi, 50 súng điện, 40 súng điện, hơi căng. Ấy, con reset này nó ngon, nó tỉa thêm phát, nó ngon, nó tỉa phát rồi. Ê, thằng này thơm hơn nè. Một phát đi con Titan luôn. À, đây rồi, đây rồi, đây rồi. Ôi trời. À, khuyến mãi con reset. Khó khăn quá hả? Răng môi lẫn lộn đủ hết rồi. Ok, coi như cũng tạm tạm ổn. Ê, có cục hồi máu. Được, 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 bạn ơi, được, bạn ơi. Hồi máu tôi, hồi máu tôi, hồi máu tôi. Chung là tôi phá cũng hơi bị là nát tim bên kia rồi. Đâu còn gì nữa đâu. Bật khiên lên không là chết đấy. Chết, queo liền, không bật khiên luôn. Mà pha đó nó bật khiên nó cũng chết à. Mình bắn xuyên điểm thủ mà. Rồi xong rồi, chắc đi luôn rồi quá. Cho tôi đi quá gian chứ. Ok, bay cũng xa đấy nha. Tôi quá gian tí được không? Ai đó bắn bể khiên nó coi nào, trời ơi. Rồi tới rồi, tới rồi, tới rồi, tới rồi. Hay da. Hay vậy. À ha, à ha, à ha. Đây nè, đây nè. Bay đi bạn, bay đi. Ê, sao bay sao vậy? Trời ơi, tôi tưởng là bạn bay gần để tôi đánh răng cho bạn phát. Đi rồi, không còn cái răng nào để mà đánh luôn. Tưởng đứng đó là núp được chắc. Nấp. Rồi. Cái này là mấy bạn phải hỏi thằng reset kia nha, chứ tôi không có liên quan. Thấy Behemoth cái là mắt sáng rỡ liền. Đúng không? Canh bắn hoài. Ok. Và trận 2 nó cũng tương đối là ổn rồi nha anh em. Hy vọng là trận 3 mình có thể chơi ổn được tí. Chứ mà thấy đà này là thấy không vui rồi. Trận đầu thì ăn cho đã đời xong rồi mất kết nối. Trận 2 chưa ăn được phát nào thì bị nó bắn lén. Hy vọng trận 3 nó cho mình cái map nào nó ổn ổn tí. Đây hình như là con Ron mới quá. Đây chắc con Ron mới quá. Sao nó làm dấu chiếc trực thăng quá vậy? Giờ tới thoát trận mà nó cũng lâu nữa đây mà. Ây da, ồ. Ừ. Hình như nó thiếu mất một cái gì phải không ta? Nó thiếu mất một cái gì đó. Có 21 kêu xương xương, có 21 kêu chứ nhiều đâu đây mà. Ok, thôi kệ đi, tiếp tục ha. Tiếp tục thôi. Nghe nhiều anh em nói là mùa sau có Ultimate Fenrir đúng không? Mình cũng hy vọng là mình có thể săn được. Trong tầm này mà săn Ultimate thì nó hơi khó thật đấy.
cấp độ 32, có được tí vàng. Ok rồi, vậy đi, trận cuối cùng nha anh em, trận này sẽ là cuối cùng, hy vọng là trận này mình có thể bắn được chung. Chống sóc đàm reset thì chống được một băng thôi, hai băng thôi, chứ băng thứ ba thì chống gì nổi nữa mà chống. Ủa con này con Ron gì ta, Ron gì lạ quá vậy. Ơi hình như cái này là một phần kỹ năng của con boss mới đúng không, nó hút cái gì nè, nó hút cái gì vô người nó nè, phải cả trưởng thiệt. Rồi đó, tới nữa rồi đó, 30 giây rồi mà vẫn chưa thấy cái gì đó, đó. Từ nha, 30 giây rồi chưa vào thì mình phải tìm trận lại. Lâu thế. Tới nữa rồi. Vô, ừ trời đất ơi, nó cho cái map này nữa hả? Khó gì? Map này đảm bảo Hurricane này mà 100%. Ồ, hình như là mình mới nhìn thấy cái chữ fan gì đúng không? Đúng rồi, đây Hurricane đây, mới vào là biết rồi, mới vào nhìn là biết rồi. Im đi. Chung clan luôn, hèn gì nhắm tôi bắn đầu tiên. Ok bạn. Rồi đi rồi. Ra đi rồi. Tôi tưởng là bạn đi rồi đó, bạn giỡn giỡn, thằng reset gâu nó tỉa bằng một phát. Gần đi luôn, phải gọi là xém tí nữa là đi luôn à. Rồi đi luôn rồi. Cay vãi. Sen lâu nè. Ê. Tôi nói bạn sao? Con Behemoth này là con Behemoth có Ron Bascan. Giỡn giỡn nó cho mày bốc hơi luôn đó. Ồ, căng vậy. Chắc là nó tính tỉa mà đây anh em ơi. Từ nhá. Tầm này thì né né tí. Ê, Ron Bascan đó, ông tưởng là đồ chơi hả? Ông tưởng là đồ chơi đúng không? Đồ chơi nè. Mình sẽ lùi xuống tí, rồi hồi máu. Tại vì con Happy đó khả năng cao nó sẽ bay lên, nó bị tỉa thì mình phép phát nữa. Thấy con Orochi nó. Trời ơi mình đi chậm quá, mình đi chậm quá, tí xíu là mình cho Orochi bay màu. Biết ngay mà, mày tỉa tao liền đúng không? Con nào chết trước? Tí xíu là mày toang rồi ha. Tí xíu là toang rồi ha. Combo Rhythm này bây giờ vẫn còn lực lắm, vẫn còn chiến lắm. Đừng có giỡn, đừng có giỡn với chú Behemoth. Chú cho bay màu cả cả băng bây giờ đó. Rồi xong rồi. Đi rồi. Giỡn với chú Behemoth là chú hung một phát là đi luôn. Đi hai đứa luôn, đi hai đứa luôn. Xin lỗi bạn nha, nhưng mà trận này tôi bắt buộc phải chơi vậy rồi. Cái gì? Ô thằng này gan nè, thằng này gan nè. Mà giỡn không? Mình sẽ đứng lên cho nó bắn nha. Chung là mình sẽ full EA trong cái lần này nếu như nó bắn mình. Ok, bắn đi bạn thoải mái. Nãy còn có 50 ngàn máu, nó hồi lên 260 mấy rồi. Ồ, càng đấy, còn dám chạy ra nữa. Ghê chưa? Anh em thấy có ghê không? Quá trời ghê. Ok. Ý là tôi mới xài có một con thôi đó. Mấy bạn chơi vậy là chết rồi. Happy nữa nè, Happy nữa nè, bay lên nè. Bay lên. Bay lên. Bay. Đúng rồi đó, tôi đang cần vậy đó. Bay nào. Pha này mà có ba ra reset là đảm bảo thằng nó đã lên 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 thiên luôn rồi. Trời ơi. Ok. Lưu ý một vấn đề khi mà anh em chơi Behemoth đó là tránh di chuyển vị trí quá sớm nha, giống như pha này. Chỉ khi nào mà anh em thấy có mạng hoặc là thấy nó an toàn thì mới chuyển vị trí nha, chứ mình đi pha này là mình hơi ẩu rồi đó. Còn không sao. Tổ cha nó có cái thằng đi ship nó chơi nó tỉa hoài, nó cao hết mạng hoài tơi. Mày nhường cho tao một mạng của mày chết hay gì? Ủa trời ơi, hai con Ender căng đấy. Tí xíu tôi tới tôi hỏi thăm mấy bạn nha. Ý là hai con Ender luôn đó mà tôi tỉa một phát nó cũng gần đi luôn rồi.
Không sao không sao không sao. Lâu lâu mới gặp fan của tôi ở trong này thì tôi phải nhường tí đúng không? Thôi kệ nhường đó. Ôi trời ơi, ơi đang chơi vui mà sao bạn lại gọi Titan ra thế? Ơi trời ơi khó đó nha, nào là Hurricane, nào là súng đạn đuổi Titan đồ ha. Ê, tính ra là pha đó mình vẫn còn sống luôn á chứ. Rồi thằng Cool Boy này, cái thằng trai trai lạnh này nó canh tôi quá. Thôi tôi té đây, nãy giờ bắn đam quá trời đam luôn mà toàn hỗ trợ không nữa, cay thế nhờ. Sao chung mấy bữa nay chơi nó hơi lắc. Rồi lắm rồi, chuyển vị trí pha này mình có hơi ẩu quá không. Ê thằng thằng Rock, ê ê em có làm gì anh đâu, anh bắn làm vậy hả? Ờ có hình như là đầu game mình có làm gì nó đấy, mình hình như là mình bắn con Happy của nó rụng á. Bây giờ tôi đúp ở đây nè, ông anh ông bay vào đây, tôi tưởng là ông bay vào đây. Thôi kệ đi nha, coi như trận này cũng thành công nha anh em, cũng ổn rồi. Axit quá trời axit luôn. À, đây thấy ngầu chưa, di chuyển phải gọi là không có cái gì gọi là lạng lách như là con thằng reset. Ê sao lại có con Luchador ở đây thế nhờ, hiệu ứng bắn thì cũng phải gọi là đẹp luôn á chứ. Ơi tính ra là mình không có xài paralysis luôn á ta, làm sao mình có thể choáng chân con Luchador được nhờ, hay là đây là một hiệu ứng của con ro này. Hello bạn, ngon mà bay vào đây coi, tôi đảm bảo bạn một khi nó nằm xuống rồi á là bạn sẽ nhìn thấy một cái thứ nó còn đáng sợ hơn con này nữa đó. Ok đây nè bạn, để tôi cho bạn coi nha, cho bạn coi nha, cho bạn coi cái thứ này nha. Khỏi rồi cũng căng phết đây, súng mù luôn à, Newton luôn à, khó vậy. Rồi xong rồi thằng Newton đi rồi. Căng đá nè mà, trời ơi thằng em đan mà làm cái gì thế. Bạn bắn tôi thì tôi bắn bạn, công bằng sòng phẳng. Dạ tổ cha nó, cái thằng em đang này mày di chuyển kiểu gì đây, đây đánh ra đi, đánh răng thôi, tới giờ đánh răng rồi, tới giờ đánh răng rồi. Khó vậy, căng vậy, một đàn Titan nó bắn tôi luôn em à, căng thẳng quá, có lẽ căng thẳng quá. Lô bạn Hiền, bạn có nhu cầu sưởi ấm mùa đông hay không nha, chắc là mùa hè nó cũng hơi nóng hơn. À ha, mình phát hiện ra cái thằng bắn mù mình nãy rồi rồi. Đây bạn ơi, tôi tới với bạn đây bạn ơi. Tôi đánh răng cho bạn là 24 trên 7 luôn á. Xong phim luôn. Đi hết luôn. Tôi cũng rất là xin lỗi về cái sự tàn nhẫn này, nhưng mà đây là nhiệm vụ chúng ta phải làm. Wow, vẫn còn trụ được đấy à. Được, đánh giá cao đấy. Khỏi bắn luôn, cho bạn tự đấy. Tôi cho bạn tự quyết định số phận của bạn đấy. Khổ nha, khổ cho bạn nha. Tôi cũng biết là bạn khổ dữ lắm rồi, nhưng mà trận này tôi test rồi. Thằng này đi anh em à, khả năng cao là nó hồi sinh ngay nhà đấy, mình đứng mình chờ nó luôn nha. Nhưng mà 30 mạng rồi, có thể là win rồi, ok chưa. Ok. Và video này tới đây kết thúc rồi. Hẹn gặp anh em vào những video sau nha.